Mẫn mẫn và quá trình gian nan đem em tôm hùm bông khổng lồ nặng hơn 3 kg đi nấu lẩu. Ôi. Trời ơi. Như ở clip trước Mẫn có giới thiệu cho cả nhà thì Mẫn đã rinh được một em tôm hùm bông nặng 3 kg lẻ 80 gram. Giá Mẫn mua em này là 3.900.000 một ký nha. Em này thì người ta tính chẵn Mẫn là 12 triệu. Nè Coca cầm thử đi Coca. Đợt trước là có cơ hội ăn em tôm hùm bông 2 kg rồi, lần này là 3 kg, bự quá trời, bự gấp đôi cái bắp tay Mẫn luôn á. Bữa giờ Mẫn để em ở trong hồ hải sản của tiệm ốc Sun Tít nè, lấy nghêu chẻm ăn rồi đó. Bơi lội mấy ngày ở trong tiệm ốc Sun Tít thì cuối cùng cũng đã tới ngày em phải đi rồi. Mà em siêu khỏe luôn á. Bạn nhân viên ở tiệm ốc Sun Tít của Mẫn á thì nào giờ thiệt sự các bạn cũng chưa có thấy được em tôm hùm bông nào mà bự như vậy hết trơn á, nên là các bạn không có kinh nghiệm để bắt tôm. 2-3 đứa súng vô để bắt cái em tôm hùm bông này nè, trời ơi em búng cái hả nước văng đứa nào đứa nấy ướt nhem hết trơn à. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành cái bước bỏ đá vô để cho em tê em ngủ mê. Bữa nay thì Mẫn sẽ không có ăn tại tiệm ốc Sun Tít như mọi lần nữa, mà mình sẽ đi ra tiệm lẩu 67 ở 67 Lê Trung Nghĩa. Sợ mình. Bữa nay là hội tụ đầy đủ bá quan văn võ ở tiệm lẩu 67 của bà Thảo Lẩu Cá nè. Nên là bà Thảo Lẩu Cá bà bắt phải đem em tôm hùm này ra đây để nấu lẩu ăn. Dịnh cái đuôi luôn. Dịnh cái đuôi luôn. Cái bà Thảo Lẩu Cá này nè chỉ được cái bự con thôi chứ yếu nhớt. Đem ra đây nè, cái khách ngồi ăn lẩu thấy em tôm hùm bự quá ai cũng trầm trồ hết trơn. Chết hình với nó. Mày phải vô. Nhóc ra lên. Đúng rồi. Đúng. Trời ơi, lâu lâu mới có tiền mua tôm sai khủng mà, bởi vậy phải khoe bạn khoe bè chứ. Ê, bầm đứa bé luôn á. Bye bye. Trời ơi, em ơi, đứng lại. Làm gì có cái chuyện đó, làm gì có cái chuyện dễ dàng mà lấy đi của chị vậy. Đừng có để cái gì miếng ăn mà tình cảm chị em sức mẻ nha. Mình xin cảm nghĩ khi mà cầm ké con tôm này bạn thấy như thế nào? Bình thường. Bỏ xuống liền. Tao mà thấy mày đăng một cái clip nào về con tôm này là mày chích mày. Nó còn sống không vợ? Nó vậy sao? Không sao, vỡ lên đi, cầm chặt vô. Nó nhảy tao liền như người mày đó. Ờ đúng rồi. Đúng rồi, nó nhảy tao liền như người mày nó mẫn rồi. Mẫn hả? Đáng quá hả? Chê ác mà hồi đút cái mỏ vô ăn là tao quánh liền, người ta nói trước. Rồi, nấu lẩu tôm hùm thì không thể nào thiếu được cái nước lẩu trứ danh của tiệm lẩu 67 ở 67 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân Bình. Ở tiệm lẩu 67 này là chuyên gia bán các loại lẩu cá 70.000 giá rẻ cho sinh viên học sinh đồ ăn đó. Ngoài ra còn có lẩu cua, lẩu mực, lẩu bạch tuộc, lẩu tôm càng, lẩu tôm mũ ni thì giá cao hơn chút. Ê, đúng rồi. Hỏi quá à. Hả? Đủ thứ loại lẩu nhưng mà chắc chắn không có lẩu tôm hùm nào bự đường dày rồi đó. Biết sao không, ngồi canh cái nồi lẩu tôm hùm mà nhìn y như ngồi canh cái nồi bánh chưng ngày Tết vậy đó. Là lần đầu tiên trong đời của mình được ăn một con tôm hùm chất lượng và mình luôn ao ước được ăn một cái chân. Trời ơi, cái con này có phải cái con người ta hay treo trước cửa không? Nhà ở quê này cũng treo hai con tôm hùm trước cửa là con này nè. Nó treo tay bự gì luôn. Đúng, nó to vậy không, con tôm nó bằng sứ. Một con người nói những lời vô tri thôi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhập tiệc. Kể cả nhà nghe nha, nhiều khi cũng khổ lắm luôn á. Ăn hải sản tươi sống thì nhiều người vô nói sát sanh tội rồi này kia, nhưng mà ăn hải sản ngọt, hải sản đông lạnh á thì cũng có những người khác vô kêu trời ơi ăn này hại sức khỏe, bá đồ đông lạnh này mà ngon lành gì mà ăn. Rồi ăn đồ đông lạnh mà cũng khen ngon được. Ô trời ơi, ta nói đủ thứ ở trên đời luôn. Ăn không? Trời ơi, cái dài nè, đó nhìn nó giống như mấy cái dây mà tập răng đu không rừng không? Chân à. Trời ơi, ăn trực nó ngon dữ vậy sao? Ngon vỡ luôn, thật sự. Hồ ơi, coi Coca ăn ngấu nghiến luôn kìa. Không, cay, em ơi. Đợi xíu. Ngưng mấy giây đi. Ngưng đi chung lại. Còn nhắc tới cái vụ ăn uống á thì Mẫn với người nhà của Mẫn không phải là người ăn chay nên thôi ai nói gì nói, mình ăn chuyện mình. Cái này lâu lâu mới được ăn vậy chứ đâu phải ngày nào cũng được ăn. Rồi ai cũng sợ sát sanh quá hết thì mấy nhà hàng, mấy tiệm hải sản rồi đóng cửa hết trơn ha. Sao? Thì em thấy cũng bình thường, như vậy cũng tụng khác thôi, có gì đâu. What? Rồi ok Đặng Minh, đó là miếng cuối cùng cho em nha. Bye bye. Ok ăn cái này trước đi. Ăn miếng này nó chay. Con ăn. Đây.
Ủa không hiểu luôn á, con tôm có biết nhiêu phần ngon mà sao ai cũng dành ăn cái chân của nó hết là sao vậy? Thì thôi vậy, nhường cho mọi người ăn chân, còn cái người con tôm thì để mừng. Con tôm ta nói siêu chắc mà siêu ngọt, thịt ăn miếng nào là đáng miếng đó luôn á. Cái muối thả miệng họng ra, đừng có nói nhiều. Đã đút cho ăn là không có quyền đòi hỏi. Ngon quá. Em nhận cái đủ ngon. Ngon ngon. Ngon quá hả chị, em ăn miếng. Giờ thì mới ăn được miếng á. Ừ. Đó, cả nhà nhìn cái xớ thịt của cái người con tôm hùm nè, trời ơi đã chưa. Mà ăn tôm hùm á cả nhà, con càng to cả nhà càng nên ăn kỹ nha. Bởi vì ở trong mấy cái que, mấy cái chân của con tôm hùm cũng có rất là nhiều thịt trong đó luôn. Nên cả nhà đừng có bỏ uổng lắm nghe. Bữa nay không biết sao mấy em nhỏ cứ tranh nhau đòi ăn mấy cái chân à. Bởi vì có nhiều chân tôm á là nhường cho mấy em nhỏ ăn trước hết trơn. Nói là chân tôm vậy thôi chứ thịt rất là chắc và có cái vị ngọt nó khác với cái phần thân tôm nha. Kể cả đầu của tôm hùm luôn, mọi ngóc ngách mình đều có thể ăn được ngoại trừ cái phần vỏ thôi nha. Nhất là cái thịt ở phần đầu của con tôm có gạch đó là ăn siêu béo siêu ngọt. Thịt đỉnh của chóp luôn á. Ê ngon thịt nha, nó có phần thịt, nó có phần gạch luôn. Ngon nè. Mỗi phần thịt ở mỗi bộ phận của con tôm hùm nó sẽ có cái vị ngon khác nhau. Phần thịt ở đầu này là mềm, béo, ngọt thịt. Cái góc quay này là từ chối hiểu nha, tại sao phải quay từ trên xuống vậy? Đây, cái nhà nhìn nè, thịt ở trong cái khớp chân ngay cái chỗ đầu của con tôm hùm á quá là nhiều luôn á. Nhưng đó chưa phải là hết, cái chỗ này là cái càng hay gọi là cái sừng gì đó của con tôm hùm á, bên trong cũng cực kỳ là nhiều thịt luôn. Có điều ăn cái phần này thì hơi cực một xíu tại cái vỏ nó có gai á, trong lúc tách thì hơi đau tay một xíu nhưng mà nhớ được cứ bỏ nha, thịt ở bên trong nhiều dữ lắm á. Nhân đây thì Mẫn cũng đang kiếm em tôm hùm bông nào mà size nặng từ 5kg trở lên á, ai có thì liên hệ với Mẫn nha. Bye bye.